Bây giờ sẽ là đội hình ra sân của các cầu thủ chủ nhà. Các cầu thủ Hòa Bình ra sân với sơ đồ 4-1-4-1. Họ ra sân với các cầu thủ gồm có thủ thành đội trưởng mang áo số 23 Duy Dũng. Bộ tứ hậu vệ gồm có Nguyễn Văn Sơn, Vũ Văn Sơn, Văn Hà, Thành Tài. Tiền vệ gồm có Thế Hùng, Thái Học, Trung Thành, Gia Bảo, Văn Trưởng và tiền đạo Ngọc Tài. Còn đây là các cầu thủ ra sân trong sơ đồ cũng là 4-1-4-1 của đội khách Đồng Tháp. Gồm có thủ thành mang số 1 Thanh Nhã. Bộ tứ hậu vệ gồm có Kim Long, Nhật Huy, Đình Huyền, Hải Nam. Tiền vệ gồm có Hữu Nghĩa, Long Hải, Thắng Toàn, đội trưởng Hữu Thắng, Minh Đức và tiền đạo Công Thành. Xuống biên bên phía cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ chủ nhà, nhưng đường trả ngược về đã không chính xác. Ngay lập tức thì đội bóng chủ nhà đã lấy lại bóng. Đây có thể là cơ hội đầu tiên, không được. Không thể có cú ra chân của Thái Học. Nhật Huy. Không có gì khó khăn với hàng phòng ngự áo vàng. Đưa bóng vào. Khá nguy hiểm. Một tình huống đưa bóng vào hơi sâu một chút, nhưng cũng gây ra những khó khăn dành cho thủ thành Duy Dũng. Chúng ta cùng nhau xem lại tình huống này. Duy Dũng đã lao ra và cũng đã hơi lỡ trớn một chút. Và sau đó thì thủ thành này đã có một tình huống đẩy bóng an toàn. Thành Tài đưa bóng vào trong. Nguy hiểm. Đó là một tình huống lao ra đấm bóng của Thanh Nhã. Và Thanh Nhã cũng đã vất vả cho một tình huống lao ra. Như vậy là cuối cùng bóng đã chạm vào đầu của Thắng Toàn. Một đối một. Đường chuyền xuống. Nhà ngược đưa bóng vào. Khá nguy hiểm. Đó là một pha phối hợp đúng bài của các cầu thủ chủ nhà. Đường chuyền của Thái Học hay dành cho Ngọc Tài. Ngọc Tài dứt điểm không thành công. Trung vệ Đình Huyền đã theo rất sát đối với Ngọc Tài trong tình huống vừa rồi. Nhưng trước mặt anh vẫn là một Đình Huyền thi đấu đầy chắc chắn và luôn biết cách để ngăn cản những cú sút. Một pha xử lý xuất sắc của Đình Huyền. Vì vậy tỷ số không đều đang là hoàn toàn hợp lý. Tiếp tục là một đường chuyền rất chính xác dành cho Hữu Nghĩa. Hữu Nghĩa dứt điểm một chân phải. Thì không có một đội bóng nào thực sự nổi trội, nhưng đây sẽ là một tình huống đưa bóng vào. Đó là tình huống có thể nói là nguy hiểm nhất mà các cầu thủ Hòa Bình đã tạo ra. Nhưng một lần nữa chúng ta lại thấy Đình Huyền đã lựa chọn đúng vị trí. Đình Huyền đã đánh đầu phá bóng trước khi bóng tới vị trí của Gia Bảo. Một pha bóng mà cầu thủ Gia Bảo của đội chủ nhà đã lựa chọn một vị trí rất thuận lợi để có thể đánh đầu. Nhưng Đình Huyền mới là người thi đấu xuất sắc hơn trong tình huống vừa rồi. Phạt góc dành cho các cầu thủ chủ nhà. Không được. Gia Bảo chuyền bóng xuống dành cho Thế Hùng. Nhà ngược lại đưa bóng vào trong. Bây giờ mới là một tình huống chuyền vào trong. Khá hay, dứt điểm. Không vào. Pha dứt điểm cuối cùng vừa rồi là của Ngọc Tài. Một chuỗi những tình huống xử lý và chuyền bóng đầy nhịp nhàng và ăn ý của các cầu thủ chủ nhà. Những đường chuyền bóng đã gây bất ngờ hoàn toàn cho hàng phòng ngự của các cầu thủ áo xanh. Và những tiếng ồ, những tiếng tiếc nuối sau pha ra chân vừa rồi của Ngọc Tài đã cho thấy tình huống vừa rồi nguy hiểm như thế nào. Lên bóng cho các cầu thủ áo vàng. Vẫn còn cơ hội. Đưa bóng vào. Quá sầu và không dành cho ai cả. Đó là tình huống đưa bóng vào của Ngọc Tài. Hữu Nghĩa. Pha đưa bóng an toàn của thủ thành Duy Dũng. Một pha trèo bóng đầy khó chịu và toan tính của Hữu Nghĩa. Bóng hướng tới vị trí của Thắng Toàn. Trung hậu ném vào trong. Đánh đầu. Nguy hiểm. Một pha bóng lộn xộn và cuối cùng thì Văn Sơn đã phá bóng dứt khoát lên trên. Nguy hiểm. Không được. Đó là một tình huống mà Thắng Toàn đã có phần chủ quan. Và tình huống đó thì Thắng Toàn đã đưa Thanh Nhã đồng đội của anh vào một tình huống khó. Thế chủ động thì vẫn đang thuộc về đội chủ nhà.
Nhưng quan trọng là họ đang chủ động nhưng không tạo ra được những tình huống nguy hiểm. Một tình huống lộn xộn, cơ hội! Vào! Bàn thắng mở tỷ số đã đến với các cầu thủ Hòa Bình. Trong một giây phút mà có lẽ rất ít người nghĩ rằng sẽ có bàn thắng, thì các cầu thủ chủ nhà đã làm được điều đó. Cầu thủ số 17 Nguyễn Duy Thanh ghi bàn cho câu lạc bộ Hòa Bình. Tỷ số trận đấu hiện nay, câu lạc bộ Hòa Bình 1, câu lạc bộ Đồng Tháp 0. Đó là Duy Thanh, cầu thủ vào sân thay người của huấn luyện viên Hồ Thanh Thưởng, đã phát huy được khả năng của mình. Một tình huống tả xung hữu đột của cầu thủ Mao số 17. Chúng ta cùng nhau xem lại tình huống này. Những pha đi bóng khéo léo và vượt qua được tới 3 cầu thủ áo xanh. Hàng phòng ngự của các cầu thủ Đồng Tháp trong tình huống này cũng đã thiếu quyết liệt. Và để cho cầu thủ Mao số 17 có thể ghi bàn. Và Duy Thành cũng đã không gặp bất kỳ một khó khăn nào để có thể đánh bại được thủ thành Thanh Nhã. Bàn thắng mở tỷ số đến với các cầu thủ Hòa Bình. Phá bóng ngụt nguy hiểm. Cơ hội dành cho các cầu thủ áo xanh. Lên bóng cho các cầu thủ Đồng Tháp. Vẫn còn. Đường chuyền hơi sâu một chút. Kim Long đưa bóng vào trong. Đánh đầu. Vẫn còn. Dứt điểm không vào. Phá dứt điểm cuối cùng là của Hữu Nghĩa. Chúng ta cùng nhau xem lại tình huống này. Tình huống mà các cầu thủ Đồng Tháp đã nỗ lực và họ đã có cơ hội, nhưng đáng tiếc là những đường chuyền quyết định thì lại đặt những đồng đội của mình vào vị trí rất khó. Đưa bóng sang biên phải cho chính trung hậu. Nhả bóng xuống rất hay. Kim Long! Cơ hội không vào! Một pha bóng rất đáng tiếc khi mà tình huống đưa bóng vào trong của Kim Long vẫn thiếu đi sự chính xác dành cho các đồng đội đang đợi sẵn. Rất đáng tiếc. Đưa bóng vào nguy hiểm. Đó là một tình huống xử lý an toàn và chắc chắn của Duy Dũng. Một pha bóng mà thủ thành đội trưởng của các cầu thủ Hòa Bình cũng đã thi đấu tập trung. Và anh đã phá bóng giải nguy dành cho khung thành đội nhà. Bên phía cánh trái đang rất trống trải. Chỉ cần một đường chuyền chính xác thôi là cơ hội sẽ rất ngon ăn. Đây rồi, dứt điểm. Không vào. Nhưng vẫn là cầu thủ Mao số 20. Quá thiếu may mắn dành cho Trung Thành. Trước đó là một tình huống dứt điểm trúng xà ngang. Chúng ta cùng nhau xem lại tình huống này. Một pha ra chân dứt khoát của Trung Thành. Tình huống nếu như Trung Thành truyền xuống cho Ngọc Tài thì có lẽ cơ hội cũng sẽ là sáng sủa hơn. Nhưng pha dứt điểm vừa rồi của Trung Thành cũng là chấp nhận được, nhưng không còn cơ hội nào cả. Trọng tài chính của chúng ta cũng đã nổi còi kết thúc cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Hòa Bình và các cầu thủ Đồng Tháp. Một trận đấu vô cùng quyết liệt và căng thẳng mà hai đội đã cống hiến cho chúng ta. Trận đấu đã khép lại với tỷ số chung cuộc là 1-0 dành cho đội chủ nhà Hòa Bình. Sau pha lập công duy nhất của Duy Thành, mặc dù cũng đã rất nỗ lực ở những phút còn lại kể từ khi bị thủng lưới, nhưng các cầu thủ Đồng Tháp đã không thể tìm kiếm được bàn thắng san bằng tỷ số và đành chấp nhận với trận thua này. Xin được chúc mừng các cầu thủ chủ nhà Hòa Bình và cũng xin được chia buồn với các cầu thủ Đồng Tháp. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.